Quá, trời hoa ơi đẹp là quá. Trời, tắt, nàng có đi nhanh không? Đối tác của ta đang chờ, gần muộn giờ rồi đây này. À, thế chàng cứ đi trước đi, tiếp đuổi theo sau được mà, thế nhé. Chân nàng đã ngắn rồi, mà cứ thích đi sau, ta kệ nàng đấy. Quên đi. Hoàng thượng à, tay ngươi cầm cái gì kia, trông cũng hay hò đấy, mau mang ra đây. Ơi, Wednesday nó chặn đường, định cướp tiền. Khôn hồn thì mang ra đây, nhanh lên. Đường đường là vua một nước, mình đi núp sau lưng tấm nè. Ta sợ, bây giờ biết làm thế nào? Được rồi, để ta. Tâm ơi. Anh Hoàng ơi, Wednesday ơi, ngươi tha cho chồng ta đi, bọn ta hứa sẽ đưa hết tiền cho ngươi, không sót một đồng nào hết. Biết nhiều mà. Sớm thế này có phải tốt không? Mau đưa đây. Ê, đừng mà. Anh Hoàng, tâm ơi, chạy nhanh lên. Đủ rồi chủ nhân ơi, đi thôi. Tại nàng ấy, có thế để mất được. Chưa biết tại ai đâu. Để mà ta gặp lại. Một nước gì mà nhát như quỷ. Ban nãy thôi, giờ mà ta gặp lại đánh cho tơi bời luôn. Thằng Hoàng, đứng lên. Đứng lên, không nghe dượng bảo gì à? Đáp phong lên. Đứng luôn. Thế à, cánh đồng ngoài kia dọn cỏ xong chưa mà ra đây ngồi chém chệ thế hả? Ấy chết, con quên mất, để giờ con đi làm ngay ạ. Ngứa mắt, chị Tám nữa, quay đi làm gì, đi vào nấu ăn. Làm không xong giết tay tao. Bước, cãi dưỡng nữa, bóp lưng cho con. Cái gì? Bóp. Dạ đây. Mày chạy đi đâu? Đứng lại, đứng lại, đứng lại cho tao. Đứng lại mau. Ngươi nghĩ có thể thoát bọn ta sao? Chạy đi. Không, ta xin các ngươi đi. Đừng, đừng làm hại ta mà. Lên bắt nó, let's go. Không. Nó rơi xuống đây, không chết thì cũng tàn phế thôi. Thôi đi, người dân phát hiện thì tôi đi. Đường đường là vua một nước mà lại bắt đi nhổ cỏ chứ. Sao ai lại nằm ở vườn nhà mình thế kia nhỉ? Ra xem mới được. Sao ai lại ngất ở đây thế này? Này anh gì ơi, sao gương mặt của người này lại giống với gương mặt của mình vậy? Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, sáng tới trưa ngóng mỏi mắt rồi mà không thấy anh Hoàng về, chẳng hiểu quốc đất kiểu gì nữa, hay là lại lén phén với con nào. Đây mà biết được á thì liễu hồn đấy. Không ổn rồi, hay là anh Hoàng bị thương hả? Ơ kìa anh Hoàng hả? Ta chỉ bị ngã thôi, không sao đâu. Trời ạ, có biết á thiếp lo cho chàng lắm không? Lần sau phải cẩn thận vào. Ta biết rồi. Đi về ăn cơm đi. Cẩn thận đó. Đói thế. 12 giờ trưa rồi, hai đứa này không biết đường về nấu cơm ăn nữa chứ. Mà nắng vỡ đầu rồi mà. Đấy, về rồi đấy. Này, bị sao đây? Quẹt quần gì đấy, băng vào cho vui à? Thằng Hoàng bị sao mà băng bó thế này? Anh Hoàng đi làm ruộng bị trượt chân ngã. Ôi là trời. Có bị nặng lắm không? Con không sao à? Con nhớ cầm, từ mai mày thấy thằng Hoàng đi làm ruộng cho ta, nghe chưa? Gì đấy? Ôi cái gì? Đi vào lấy thuốc cho nó nhanh. Ôi, từ sáng tới giờ đi đi cho hao mỡ. Đi. Con có làm sao không? Xin chào Hoàng thượng. Ngươi định làm gì? Hoàng thượng à, vậy là từ giờ cuộc sống của ngươi sẽ thuộc về ta. Mau kể hết những gì xung quanh cho ta, không thì đừng trách ta ác ngươi. Ngươi đừng làm hại ta. Ta nói, ta là chồng của Tấm, là con của Dượng, là anh của Cám. Công việc hàng ngày là nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ. Nói chung là công việc ở nhà là của ta hết đó. Dàng dung dễ. À, anh Hoàng ơi, hay là anh Hoàng dẫn Tấm đến quán cà phê mà lần đầu chúng ta hẹn hò đi. Lần đầu hẹn hò chỗ nào? Làm sao mà ta biết được? Nhanh lên nào, chẳng lẽ chàng quên rồi à? Ta... Mà nhá, thiếp thấy từ lúc chàng bị thương ở tay ấy, là chàng quên hết kỷ niệm của hai đứa mình rồi. Chàng cứ lạ lạ làm sao ấy, hay là bị rắn độc cắn, hay là va chạm ở đâu có rồi? Ta chẳng qua là ta không nhớ, tạm thời quên thôi. Vậy là chẳng hết yêu ta rồi đúng không? Không, trời, không phải như thế. Ta sao thế? Ai mà nàng sợ vậy? À,
vợ đây à? Không biết hôm nay có mang nhiều tiền không? Anh em rõ lên. Anh Hoàng, nàng cứ yên tâm, để ta. Hả? Đây này, có bao nhiêu tiền để ra đây? Hôm nay anh Hoàng định mua chót. Mấy vợ kia, hôm nay ta tha cho mày đây. Đi. Sống dưới thân phận của tên này thú vị thật đấy. Anh Hoàng, đi về thôi. Hôm nay anh Hoàng quá là tuyệt vời luôn. Mà lại. Anh Hoàng, anh Hoàng. Cái gì đây? Chàng mau xử lý đống này đi. Dân đang kêu ầm ngoài kia kìa. Lại nữa hả? Nhưng giờ ta không biết chữ. Mà ký cái đống này thì ký kiểu gì? Cái thằng kia gì mà nhiều việc thế? Một, hai, một, ký bừa cho nó nhanh. Bây giờ anh ra ngoài một tí, em ngồi đây á trông hộ cho anh nha, rồi anh quay lại giải quyết hết đống công việc này luôn. Thật thật, anh về luôn đấy. Lại còn thái độ. Này tên kia, anh còn muốn gì nữa? Này tên kia, ta trả lại thân phận cho ngươi đấy. Thật không thể chịu nổi cái cuộc sống vớ va vớ vẩn này nữa rồi hả? Thật vậy sao? Vậy thì anh mau thả tôi ra đi. Chả thật thì đùa à? Trở về thân phận thoải mái thật đấy. Này mau biến đi. Dạ đừng ngã, ta gặp lại lần thứ hai nữa. Không dám gặp lại anh lần nữa đâu. Ui giời, nói nhiều thế. Chị dạy dỗ lại chồng chị đi, dạo này rất trốn việc nhà mà việc nước cũng không xong nữa. Không làm gì nữa đến nơi đến chốn cả. Tấm ơi, ta về với nàng rồi. Em Cám, Dương, mày qua còn cứ ngỡ là không được gặp mọi người nữa. Hôm nay ăn phải bả à? Nói năng linh tinh thế. Liên tha liên thuyền, chuyện dài dòng lắm. Tấm, ta dẫn nàng đi một nơi. Đi. Này. Mày không ở nhà nấu cơm đi, đi đâu nữa? Đúng thật là Dung dẻ dắt trẻ đi chơi. Ê, Tâm ơi, gì đấy? Mạnh cái tay lên. Dạ. Thằng bán mấy vợ. Tên này, có bao giờ để ra đây? Ơi, không ổn rồi chúng mày ơi. Lên đi. Các người đừng lại gần ta. Chuyện này là sao? Anh Hoàng không nhớ gì à? Nhớ gì? Giải thích cho mình với các bạn. Không biết có làm sao không đây. Bác sĩ, kết quả em sao rồi ạ? Anh phải thật bình tĩnh khi tôi đưa ra kết quả này cho anh. Theo như tôi chẩn đoán, anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Anh cứ bình tĩnh. Không, anh không thể thế được. Bình tĩnh lại đi. Sao mình có thể mắc căn bệnh này kia chứ? Không, chắc là sai lầm gì đây? Bác sĩ, chắc có sai lầm gì đúng không ạ? Tôi đã khám rất kỹ rồi. Anh phải thật bình tĩnh, vui vẻ và lạc quan lên thì mới có thể chống lại căn bệnh hiểm ác này. Không, tôi không tin. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với con như vậy chứ? Con còn trẻ, bao nhiêu việc phải làm. Ôi, nhìn mà rất đẹp trai. Tránh ra. Người không làm sao nhở? Thằng ngu kia. Anh có làm sao không vậy? Cái tên sơ mày kẹp tay tao vào lớp rồi, mau gỡ hộ tao nhanh lên. Ôi trời ơi, tay tôi. Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi nha. Xin lỗi cái tên sơ mày. Mắt mày bị đuôi à? Mày đi không biết nhìn đường. Có tin tôi đập cho máy phát không? Dạ em biết mình sai rồi ạ. Để em giúp anh.
Ôi trời ơi, cái tay tôi. Anh ơi, ở đây có chút tiền, anh mang về sửa xe với cả đi khám bệnh, xem có làm sao không ạ. Thôi được rồi, đưa tiền đấy. Lần sau đi đứng phải cẩn thận đấy, gặp thằng khác là tiêu rồi. Dạ, đi đi. Dạ. Đi. Đồ thằng ngu. Cuộc đời đúng là bất hạnh mà, không ai biết trước được điều gì. Bác sĩ, em gửi hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Vàng Anh Hoàng ạ. Được rồi, cô về làm việc đi. Vàng A Hoàng, theo như tôi chẩn đoán, anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ, chắc có sai làm gì đúng không ạ? Thôi không xong rồi, mình đưa nhầm giấy cho người ta rồi. Sao cuộc đời lại bất công với mình cơ chứ? Dạ! Trả cho tao, trả cho tao nhanh lên. Anh từ từ. Dưỡng gì? Anh ơi, anh từ từ cho em vài hôm. Em cứu cái niềm tin của em trả anh. Thế anh tao ơi, hỏi chúng mày, chúng mày xin tao thì tao xin ai? Em hả? Làm gì có mà trả anh. Dừng lại. Thằng Hoàng, cứu Dưỡng. Ban ngày ban mặt mà các ngươi lại dám hành hung người khác hả? Thằng kia, mày bớt lo chuyện bao đồng đi. Lên. Đơn giản. Này Hoàng ơi, mày học võ ở đâu mà đánh nhau giỏi thế? Con mà lại là cách mà thôi. Hỏi hai người, sao hai người lại bị hai người kia đánh hả? Chuyện này chưa xong đâu. Ngày trước á, tao ham giàu, vay lãi của ông B để mua bán đất. Giờ lãi mẹ đẻ ra lãi con. Trời ơi, dựng với gì? Dựng thối nào tật ấy, nói hoài không nghe. Được rồi, con giờ không còn gì để mất cả. Để con đi đòi lại công bằng cho hai người. Hả? Mày không sợ chết hả? Con giờ không còn gì để mất cả. Không còn Dường gì à, để mất. Mà sau con có như nào, mong dựng với gì chăm sóc tắm giúp con nhé. Sao lại không còn gì để mất? Thằng này hôm nay nó bị làm sao ấy nhờ? Ăn nói luyên tha luyên thuyên, ăn phải cái gì linh tinh rồi. Đi về em. Đi về nhà cho mát. Búp bê, cái đồ xấu xa, người mau xuống đây, nhanh lên. Ngoan cố, không chịu xuống sao? Được rồi. Là ai? Nhà ngươi, chịu ra rồi sao? Mau xuống đây, cái đồ xấu xa kia. Tưởng ai? Hóa ra là hoàng thượng à. Đâu rồi nhở? Sao? Hoàng thượng, ta với ngươi, nước sông không phạm nước giếng. Hà cớ gì ngươi đến phá ta? Cái đồ xấu xa nhà ngươi, chuyên đi áp bức dân lành. Ngày trước ta có thấy sợ, nhưng giờ ta sắp chết rồi, không có gì để mất cả. Vậy thì ta cho ngươi toại nguyện. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Dài! Sàng A Hoàng ơi, có nhà không? Anh mau ra đây, tôi có chuyện gấp muốn nói với anh. Này, ông đến nhà thằng con tôi có chuyện gì vậy hả? Định ăn trộm rình mò. Không phải, chuyện này gấp lắm. Hai người có biết nó ở đâu không? Nó đi gặp búp bê giải quyết chuyện cho tôi rồi. À mà hôm nay á, thằng này tôi thấy nó cứ là lạ. Nó lại bảo không còn gì để mất. Là sao nhỉ? Còn nhờ bọn tôi á chăm sóc tắm giùm cơ mà. Hôm nay á, nó cứ sao sao á. Thế thì không ổn rồi. Lúc sáng anh ấy tới khám bệnh, tôi có đưa nhầm giấy ung thư cho anh ta. Thật ra anh ta không bị gì cả. Mau đưa tôi đến gặp anh ấy nhanh. Thế thì hỏng rồi. Mau đi nhanh lên. Có một chút tài mọn mà cũng đợi đến thách đấu với ta sao? Ngươi tưởng ta có chút thế thôi sao? Cha!
bước qua sái ta. Thứ vô danh tiểu tốn như ngươi không xứng đáng làm đối thủ của ta. Búp bê, đứng lại. Được rồi, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Phải đối thủ của ta, ta phải giết bằng được ngươi. Vậy thì ta cho ngươi tọa nguyện luôn. Còn sống bao lâu nữa để con liều mạng với nó. Dừng lại, bình tĩnh. Mày nhìn này, anh nhìn đi. Chuyện này là thế nào hả bác sĩ? Tôi thật sự xin lỗi anh vì sơ suất này. Lúc sáng tôi đã lấy nhầm kết quả cho anh, đây mới là kết quả chính xác đấy. Anh hoàn toàn bình thường. Thật sao? Vậy con không phải chết nữa. Đúng rồi, con không phải chết nữa rồi. Về đi, về thôi. Đi đi đi, đứng lại. Chỗ cho các ngươi, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngươi, nhà ngươi muốn gì? Ta muốn các ngươi phải trả giá. Dừng lại. Ngươi có giỏi tiến lên. Đây là quà, ta chuẩn bị cho ngươi. Có giỏi thì lên đây, lên chúng đây. Ta cùng chết. Lên đi, hả? Lên đi. Được rồi, các ngươi có thể đi. Nhưng Dượng và dì ghẻ phải ở lại trả tiền cho ta. Hoàng ơi, cứu Dượng với. Cứu ta với không Hoàng cứu ơi. Dượng là chết đến nơi đó. Gia đình này bất ổn quá. Thôi xong chuyện rồi nha, ta đi trước đây. Hai người kia, qua đây nhanh. Nhanh lên, trả đi. Mọi người bình tĩnh, con có thể trả được thì trả, trả đi, nhanh lên. Đến tao bây giờ. Nhưng mà gì? Nhưng mà Tấm giữ hết tiền rồi. Nên là hai người tự xử đi nha. Lính đỏ, có em ạ. Mau lên gô cửa chúng nó vào. Bao giờ có tiền thì chùa lại sao? Đi, nhanh hoàng nha. Con cái mất dạy. Mày nhanh lên, thiếu tao thì thôi. Mày hại đời tao rồi. Đi vào trong, nhanh lên. Mang cho anh cái giấy vệ sinh coi.
con bé nhỏ của mình hôm nay nhanh nhẩu thế nhờ. Nào đưa giấy cho anh đi.